Ok, sau đây mình sẽ giới thiệu một cái mẫu mạch công nghệ đột phá mới ha, công suất thực 500W ha. Đây, toàn chỉnh airway, reverb, chống hú độc lập, bóng tai micro ha. Đây, rồi phát trực tiếp live stream LCD Bluetooth ha. Sau đây mình sẽ test, tiến hành test ha. Đầu tiên mình test tiếng micro trước. Alo, 1 2 3 4 3 4 5 5 6 8 9 9 6